Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo qua sách và bài tập. Bài Gam. Trước hết là các em viết vào chỗ chấm. Gam là một đơn vị đo khối lượng. Gam viết tắt là G. Một nghìn gam bằng 1 kg. Hoặc em có thể nói ngược lại là 1 kg bằng 1.000 gram. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 1, viết số đo khối lượng. Các em xem mẫu. Câu A. Các em quan sát cân ở vị trí thăng bằng, tức là hai bên nặng bằng nhau. Bên này chúng ta thấy có một quả cân là 1 kg và một quả cân là 500 g. Như vậy, những quả này có khối lượng là 1 kg, 500 g. 1 kg cộng thêm 500 g nữa, ta nói tắt là 1 kg, 500 g. Câu B. Rồi tiếp theo là các em quan sát những quả này nặng bao nhiêu. Cân đang ở vị trí thăng bằng, tức là hai bên nặng bằng nhau. Bên này ta thấy có những quả cân là 500 g cộng 200 g bằng 700 g. 700 g cộng thêm 100 g bằng 800 g. Vậy ta nói những quả này nặng 800 g. Phần thực hành 2, các em nhận biết các quả cân 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg. Rồi phần này thì các em nâng lần lượt các quả cân và đọc số đo trên quả cân. Phần này tương đối là dễ, các em có thể thực hành được. Trên mỗi quả cân thì đều có viết số đo cân nặng rồi. Các em nâng lần lượt các quả cân lên và đọc số đo trên quả cân thôi. Phần thực hành 3, ước lượng và thực hành cân. A. Chọn 4 vật, các em xem ví dụ sách giáo khoa. Rồi ước lượng từng vật nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng 1 kg. Ví dụ ở đây các em có thể chọn 4 vật là hộp bút này, cặp sách này, chai nước 1 lít này, quyển sách toán lớp 3. Hay là quyển vở bài tập toán lớp 3 cũng được. B. Cân từng đồ vật rồi viết vào chỗ chấm. Phần này thì các em phải thực hành thôi. Các em chọn đồ vật và các em mượn cân. Các em thực hành. Hoặc là các em thực hành ở lớp. Ở lớp và có cân rồi thì các em thực hành và các em ghi vào thôi. Ở đây thầy giáo hướng dẫn các em tham khảo. Tên đồ vật. Ví dụ như là các em chọn là hộp bút. Rồi, cách ước lượng là một tay các em cầm một hộp bút và một tay các em cầm một quả cân nặng 1 kg. Các em xem là hộp bút nặng hơn hay là nhẹ hơn 1 kg. Các em ước lượng là hộp bút nhẹ hơn 1 kg. Rồi, sau khi ước lượng thì các em sẽ cân để kiểm tra xem là mình ước lượng có chính xác hay không. Ví dụ khi các em cân hộp bút lên thì ta được kết quả cân là 0 kg, 150 g, đúng không? Tức là hộp bút này nó nặng 150 g, nó nhỏ hơn 1 kg. Rồi tùy từng hộp bút của mỗi em mà có cân nặng khác nhau, không phải hộp bút nào cũng cân nặng bằng hộp bút nào. Ở đây thầy giáo ví dụ các em tham khảo thôi. Các em có thể chọn một tên đồ vật khác như là cặp sách chẳng hạn. Rồi cặp của từng em thì cân nặng khác nhau. Các em ước lượng nó nặng hơn hay nhẹ hơn 1 kg. Một tay các em cầm một quả cân 1 kg và một tay các em xách cặp. Các em ước lượng xem bên nào nặng hơn. Ta thấy là cặp xách nặng hơn đúng không? Nếu có xách vào nữa thì nặng hơn. Nặng hơn 1 kg.
Ví dụ kem cân được là 1 kg, 500 g. Rồi đồ vật tiếp theo, một chai nước 1 lít, ví dụ chai nước lọc 1 lít. Kem ước lượng là nặng hơn, được chưa, nặng hơn 1 kg. Ví dụ kem cân được là 1 kg, 100 g. Rồi tiếp theo là kem có thể chọn một đồ vật khác, ví dụ như là quyển vở bài tập toán lớp 3. Kem không thích thì kem chọn quyển toán lớp 3 cũng được. Rồi kem ước lượng là quyển vở bài tập này nó nhẹ hơn 1 kg. Và cụ thể ta cân được là 0 kg, 300 g. Tức là quyển sách này nó chỉ nặng 300 g thôi. Rồi tiếp theo là kem viết tên các vật đã cân theo thứ tự từ nhẹ đến nặng. Tức là kem sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 150 g là bé nhất này, đến 300 g này. 1 kg 100 g. 1 kg bằng 1.000 g. 1.000 g cộng thêm 100 g bằng 1.100. 1.100 g. Tương tự chỗ này, chúng ta có 1.500. 1.500 g. Vậy từ bé đến lớn là 150 g là hộp bút này. 300 g là vở bài tập toán lớp 3. 1.100 g là chai nước. 1.500 g là cặp sách. Được chưa? Rồi, kem tham khảo và kem làm bài nha. Tiếp theo là kem sang phần luyện tập. 1. Kem điền số tích hợp vào chỗ chấm. A. 2 kg bằng bao nhiêu gam? Kem biết là 1 kg bằng 1.000 g. Vậy 2 kg thì bằng 2.000 g. 1 bằng 1.000, vậy 2 bằng 2.000, 3 bằng 3.000, 4 bằng 4.000, được chưa? 2 thì bằng 2.000 này, 5 bằng 5.000 này. B. 3.000 g. À, 3 thì bằng 3.000 đúng không? 3 bằng 3.000. Chỗ này là 7 bằng 7.000. Được chưa? 7 bằng 7.000. C. 1 kg 400 g bằng bao nhiêu gam? 1 kg thì bằng 1.000 rồi. 1.000 g cộng thêm 400 g nữa bằng 1.400. 1.400 g. 2.500 g bằng bao nhiêu kg? Bao nhiêu gam? 2.500 g bằng 2.000 g cộng với 500 g. 2.000 g bằng 2 kg. Rồi chỗ này là 500 g. Bài tập số 2, viết kg 2 g vào chỗ chấm. 5 hạt đậu đen nặng 1 gram hay là 1 kg? À, 1 gram. Quả thanh long nặng 1 gram hay 1 kg? À, 1 kg. Quả chuối nặng 200 gram hay là 200 kg? À, 200 gram. Tiếp theo là kem sang phần luyện tập 3, kem điền số tích hợp vào chỗ chấm. A. 5 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam? Kem quan sát hình ảnh. Hai bên nặng bằng nhau. Một bên là 1 kg. Kem đổi thành 1.000 g bằng khối lượng của bên này. Khối lượng của bên này là gồm 5 hộp sữa cộng thêm 100 g. Vậy 5 hộp sữa nặng bao nhiêu? Kem coi 5 hộp sữa là một số, tức là coi là một số hạng. Số hạng thì bằng tổng trừ đi. Tổng là 1.000, trừ đi số hạng kia là trừ đi 100. 1.000 trừ 100 bằng 900. Vậy 5 hộp sữa nặng 900 g.
B. Một hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam? À, 5 hộp sữa nặng 900 gram. Vậy một hộp sữa thì các em lấy 900 gram, các em chia đều cho 5 hộp. Tức là các em lấy 900 chia 5. Các em bấm tạm dừng video và các em nhẩm giúp thầy giáo phép tính này xem kết quả bằng bao nhiêu. Cách nhẩm này. Các em lấy 90 chia 5 được 18. Ở đây có một chữ số 0 nữa thì các em viết thêm vào. Được chưa? 90 chia rồi, còn một chữ số 0 nữa các em viết thêm vào. Bằng 180 gram. Luyện tập 4. Nương sữa trong hộp cân nặng 380 gram. Vỏ hộp cân nặng 52 gram. Hỏi cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gram? À, cả hộp sữa thì nó bao gồm là sữa đựng bên trong và vỏ hộp. Đúng không? Trong đó lượng sữa là 380 gram, vỏ hộp cân nặng là 52 gram. Cả hộp thì các em cộng tất cả lại, lấy 380 cộng với 52. Đúng không? Cả hộp nó bao gồm lượng sữa và vỏ hộp. Các em tính xem tất cả là bao nhiêu gram. Cả hộp sữa cân nặng số gram là 380 là lượng sữa này, cộng với 52 là vỏ hộp này. Các em bấm tạm dừng video và các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. À, bằng 432 đúng không? Đáp số là 432 gram. Tiếp theo là các em sang phần khám phá. Đọc nội dung sách giáo khoa rồi viết vào chỗ chấm. Các em đọc nội dung khám phá trong phần sách giáo khoa. Chim ruồi ong là loài chim tí hon, có con chỉ dài khoảng 5 cm và nặng chưa tới 2 gram. Có con chỉ dài khoảng 5 cm và nặng chưa tới 2 gram. Rồi, bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.